TV gia đình nhỏ. Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình mình sẽ nấu một cái món mì nha cả nhà. Đó là mì sườn non. Đây, những cái nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn. Đây, ở đây mình đã chuẩn bị, đây là sườn non, mình sử dụng 800g. Sườn này á, mình mua về, mình rửa sạch rồi mình sơ chế, mình trụng nó qua nước sôi 5 phút rồi nè cả nhà. Rồi bên đây á, là tôm, mình sử dụng 300g tôm. Tôm này cũng vậy, mình cũng đã rút chỉ đen. Và đây là nấm đông cô, 15 tay nấm đông cô. Nấm vừa vừa thôi nha cả nhà. Rồi ở đây mình có mì. Mì này mình cũng đã luộc sẵn. Mình luộc sẵn rồi mình cho chút xíu dầu vô. Rồi bên đây là muối, đường và bột ngọt và hành phi. Rồi ở đây là mình có bông hẹ. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị sơ chế cái món ăn của mình nha cả nhà. Đầu tiên mình sẽ đem cái phần sườn này mình đi luộc. Rồi bây giờ cái nồi nước mình cũng đã chuẩn bị, nước đã sôi rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sườn này vào đây. Đầu tiên mình cho vào đây là củ hành tím. Rồi mình sẽ cho sườn vào đây. Rồi bây giờ sau khi mình đã cho sườn vào, mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Rồi bây giờ mình sẽ để đây. Mình để cho nước này nó sôi lên đó, rồi mình sẽ hớt bọt nha cả nhà. Rồi bên đây, bên đây mình cũng đã nấu cái nồi nước. Mình cho vào đây chút xíu muối. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm này vào đây mình luộc. Đây, bây giờ mình để tôm ở đây mình luộc khoảng chừng 4 phút. Rồi bây giờ tôm này mình cũng đã luộc được 4 phút rồi nè cả nhà. Rồi bây giờ nó cũng sôi, nó có bọt rồi nè cả nhà. Mình sẽ hớt bọt, mình hớt thường xuyên để cho cái nước nó được trong, với lại cái chất ở trong cái sườn á, chất đen trong sườn nó ra nữa. Rồi bây giờ mình để đây, mình hầm tiếp tục đến khi cái phần sườn này nó mềm rồi mình mới nêm nếm nó. Rồi bây giờ là mình đã hầm sườn cũng đã được 40 phút rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ gắp hết cái phần sườn này ra, rồi mình để cho nước nó lóng trong, rồi mình sẽ lượt nước qua cái nồi khác. Đây, 40 phút sườn nó cũng gần mềm rồi. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra khỏi cái nồi này rồi mình lượt nước. Rồi đây, đây là cái nồi nước nước súp mà sau khi mình đã lượt xong. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần sườn này trở vào cái nồi này nha cả nhà. Mình cho tất cả vào đây rồi mình sẽ nêm nếm nó lại. Mình vớt cái củ hành ra. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm. Đầu tiên đây là muối, mình cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt,
cà phê đường mình dặn trước như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho cái nước súp này nó sôi trở lại, rồi mình mới cho cái phần nấm đông cô này vào nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho cái phần này, cái phần nấm đông cô này vào đây, cho tất cả vào đây. Rồi bây giờ mình để đây. Rồi bây giờ núm này nó cũng đã nở ra rồi cả nhà. Giờ trong lúc này mình sẽ nêm nếm trở lại cho nó đậm đà hơn. Giờ mình sẽ cho vào đây nước mắm. Đây. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh nước mắm. Một phần tư muỗng cà phê bột ngọt. Đây là nửa muỗng cà phê đường. Một phần tư muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ quậy đều nó lên. Giờ mình sẽ nêm nếm nó lại. Rồi, như vậy là bây giờ nó rất là vừa ăn cả nhà. Rồi. Còn bên đây là cái phần tôm. Tôm này mình cũng đã lột vỏ. Rồi bên đây là hẹ. Bông hẹ mình cũng đã cắt khúc như vậy nè cả nhà. Bây giờ món mì sườn non của mình đã xong rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy có ngon không? Bên dưới là mình cho mì, rồi bên trên là mình cho sườn, tôm và nấm đông cô. Rồi bên đây là mình có để bông hẹ và tiêu với lại hành phi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.